quý bà con cô bác thân mến, trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì bà con bác thấy có rất nhiều quý bà con cô bác mình đến khắp nơi luôn, làm rất là nhiều công việc nhưng mà có chung một cái niềm đam mê, đó là ca hát. Và ngay sau đây thì Khương Dừa xin giới thiệu đến quý bà con cô bác tiết mục của một bé nhỏ rất là dễ thương tên là Bảo Châu qua bài hát Lòng Mẹ. Châu ơi, sắp tới nhà nội rồi nè con. Dạ. Bước lên bục nè con. Dạ, bước lên cái nữa. Con ráng đi tí xíu nữa nha con. Dạ, mẹ ơi. Ơi. Con mỏi chân quá à. Vậy hai mẹ con mình ngồi nghỉ tí xíu nha. Dạ. Cho ngồi xuống nữa con. Mẹ ơi. Ơi. Con đói bụng quá à. Con đói hả? Để mẹ lấy bánh cho con ăn nha. Dạ. Bánh hả? Con ăn đi. Bánh bao à mẹ? À đúng rồi đó con. Mẹ biết con thích bánh bao, lúc nào mẹ cũng để dành bánh cho con. Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng ăn nha mẹ. À, thôi con ăn đi, hồi nãy mẹ ăn rồi. Hôm nay là ngày đám giỗ của ba con, nhanh quá, mới đây mà đã một năm rồi. Con nhớ ba quá mẹ ơi. Ba sẽ luôn ở bên cạnh con. Con có khát nước không? Dạ, có. Để mẹ lấy nước cho con nha. Dạ. Hết nước rồi. Để mẹ đi mua nước cho con uống nha. Dạ, mà mẹ có tiền không mà mẹ mua? Thì mẹ có tiền mà. Mẹ có nhiều tiền lắm, nên con đừng có lo nha. Dạ. Mẹ con ngồi đây, mẹ đi mua nước cho con nha con. Dạ. Mẹ đi nha con. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đi rồi. Mẹ là cũng thương cho mình, mẹ cũng lo lắng cho mình. Chưa giúp được gì cho mẹ hết. Mình ước gì lớn thật nhanh, đem giúp đỡ lo cho mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ em ấy như đồng lúa chiều rì rào, tía ru bên thềm chàng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dân trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặc hồ. Lời ru mắng mắng em như sao diều dần dần, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặng lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Dù cho mưa gió gâu quán thân gầy, mẹ hiền một sương hai nắng cho bạn mấy đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình, tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng chiều. Cũng nói dối mình trơn á. Hôm nay mình sẽ nói dối là mẹ, mình sẽ nói là không ăn ngán. Mình sẽ ăn nửa cái, phần mẹ nửa cái đó thì mẹ sẽ ăn. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời. Con của mẹ ngoan lắm, con giỏi lắm. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ em ấy như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm chàng ta rồi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dần trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mắng mắng em như sao diều dần dần, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ thương con. Thao thương bao đêm trường con đã yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Làng loài chiều neo nuôi con tới ngày nâng con. Dù cho mưa gió gâu quán thân gầy, mẹ hiền một sương hai nắng cho bạn mấy đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ Dạ cảm ơn quý bà con cô bác đã lắng nghe cái tiết mục vừa rồi của bé Bảo Châu và mẹ ruột của bé Bảo Châu là chị Yến. Thì bà con cô bác xem lần đầu nên bà con cô bác xúc động đúng rồi. Khương Dừa thì Khương Dừa xem nó rất là nhiều lần và Khương Dừa còn nhớ Khương nhờ lúc đó Khương Dừa cắt tin chương trình đó, bé hát cái bài Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi thì chị đứng chị khóc, chị Yến chị đứng khóc rất là nhiều. Cảm ơn không?
Và Khương Dừa hỏi sao chị khóc dữ vậy, thì chị có chia sẻ với Khương Dừa là quê chị Long An đúng không, thì vợ chồng lên thành phố lập nghiệp, ông xã chị là giáo viên, nhưng mà không may anh bị bệnh và anh mới mất. Khương Dừa nhất đó chưa đầy một năm. Dạ được tám, lúc thời điểm đó 8 tháng. Dạ lúc 8 tháng. Và hai mẹ con rất là buồn luôn, hai mẹ con không biết làm gì á. Rồi hai mẹ con thấy cái chương trình của Khương Dừa, rồi anh chị dắt cho cháu để cháu đi thi, để cho bé nó khoai khỏa, cho nó bé nó vui. Thì cái câu chuyện hồi nãy thật ra nó là câu chuyện thật của hai mẹ con, chứ không phải là câu chuyện mà chương trình dàn dựng, nó y vậy đó. Và Khương Dừa nghĩ thì những giọt nước mắt của chị là những giọt nước mắt hạnh phúc, và chị ru vui mừng khi mà con gái chị đã đứng trên sân khấu hát và cho bà con bác nghe, ở dưới có bà ngoại đều nghe, rồi bà con cô bác đều nghe. Thì Khương Dừa nghĩ chị sẽ rất vui, và Khương Dừa nghĩ sau chương trình này thì hai mẹ con sẽ vui hơn nhiều. Con chào ban giám khảo đi con. Bác, con chào ban giám Thanh, khảo. Bác Châu Thanh nè. Châu Thanh. Chào bác Minh Nhí nè. Nhí. Và cô Ngọc Huyền. Cô Ngọc Huyền. Và tất cả bà con cô bác đã ủng hộ cho con nè. Dạ. Để con chào đi, con chào bà con cô bác nha. Con nói con chào bà con cô bác. Con chào bà con cô bác. Dạ, ở dưới thì chú thấy là ban giám khảo ai cũng rưng rưng nước mắt, rồi các cô nữa, các cô các chú xem chương trình cũng khóc cũng nhiều, và cô chú có tặng hoa cho con và gửi tiền cho con, giống như lì xì cho con vậy đó. Nói chung là chú nhìn thấy chú rất hạnh phúc. Con gửi lời cảm ơn tất cả bà con cô bác đi con. Con cảm ơn các ông các bà đi con. Nói cảm ơn các ông các bà. Là ban giám khảo. Là ban giám khảo. Dạ mời ban giám khảo mình chia sẻ cho bé. Dạ. Thật ra là cố ngồi gồng để mà đừng có đừng có ấy, nhưng mà đừng có quá nức nở ha. Đúng rồi, nhưng mà thì nước mắt nó cứ tuôn ra. Thật ra là ngồi coi rất là ép tim luôn. Tại vì tự nhiên anh có một cái linh cảm, đây là câu chuyện thiệt của em và gia đình. Tự nhiên anh coi, tại vì anh nghĩ là nếu mà một bà mẹ đóng bà mẹ đó, diễn viên đóng bà mẹ thì sẽ không có kiểu như em. Nó rất là thật. Mà anh càng nhìn bé Bảo Châu thì anh lại càng cảm động hơn, là bé Bảo Châu nó thơ ngây, nó thương mẹ, hồn nhiên ngồi hát không gồng gánh gì cả. Hát như nhẹ nhàng, như những ca từ trong lời hát đó. Nhẹ nhàng vậy đó. Hiển nhiên là cháu mới bị lớn à, cháu hát vậy là quá hay rồi, cháu còn nhiều thời gian để cháu hát hay hơn nữa kìa. Nhưng mà cái cách hát của cháu á, cháu Bảo Châu, chú Minh Nhí đang nói gì cháu Bảo Châu? Con hát rất là mộc mạc, bằng cả cái tình cảm của con luôn, làm cho chú rất là xúc động. Chú chúc cho con và mẹ cũng như trong nhà bà ngoại hay là gia đình gì đó luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn an lành, và bản thân của con á, con sẽ luôn luôn vui vẻ. Con sẽ gặp nhiều điều may mắn đến với con, và con sẽ có một cái tương lai nó sáng sủa, nó hạnh phúc. Chú mong, nói chung là chú mong tất cả những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời của con. Chúc mừng con nha. Trước hết thì bác Thanh chúc mừng con đã hát một bài hát đã gây bao nhiêu cảm xúc cho cả một cái chương trình hôm nay. Ở sau nữa thì bác cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình con đã mất đi một người trai yêu quý của mình. Vì bác Thanh cũng là người đã mất cha rồi, nên mình cảm xúc được cái nỗi đau của khi mà đã mất cha hoặc mất mẹ. Nên hôm nay bác hiểu được nỗi đau của gia đình, của mẹ con, của con khi đã mất đi một người yêu thương nhất trong cuộc đời mình, đó là hình ảnh của cha mình. Nhưng mà thời gian hiện nay, dù rằng trong lòng mình không thể nào níu kéo được, có đôi khi trong giấc mơ mình mong ước được gặp cha, nhưng cũng không có được cái chuyện đó. Vì vậy cho nên chia sẻ nỗi đau với con và với em, thì tất cả đã qua hết rồi, cuộc đời ai cũng trở về cát bụi hết. Chúng ta hãy vui với hiện tại. Vui là hôm nay con mình đã đem tiếng hát hát bao nhiêu người vỗ tay, bao nhiêu người rất là rơi nước mắt. Đó là niềm hạnh phúc đã thành công của gia đình.
chia sẻ nỗi đau ấy và mong rằng em hãy chăm sóc cho cháu và cả em cũng phải giữ gìn sức khỏe để lo cho cháu. Vì cuộc đời còn lại của cháu rất còn dài, cũng như em sẽ là những ngày tháng rất dài. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình hả cháu Bảo Châu? Dạ. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm mẹ buồn. Để làm cho mẹ buồn sẽ là mẹ buồn thì trong cuộc đời sẽ làm mất vui. Vì vậy cho nên chúc cho hai mẹ con, cho em và cháu sẽ mãi mãi trong cuộc đời sống từ nay sẽ rất là hạnh phúc và sẽ rất là an lạc, vì cuộc đời đi tới của mình bao nhiêu người yêu thương gia đình em ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Sau chương trình này em hy vọng là chị với bé sẽ cởi mở hơn, vui vẻ hơn ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú Phương Dừa. Cảm ơn chú. Dạ, để Phương Dừa xuống, Phương Dừa gửi bánh ít của chị bà Yến với lại. Rồi anh cảm ơn. Ơi, cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tới tặng quà nha. Cảm ơn má của. Rồi. Bé Bảo Châu tặng cho con đi. Đây tặng cho con. Dạ. Bảo Châu ơi, hoa của cô Quyền nè. Đây, chúc mừng tặng cho con nha. Con cảm ơn cô chú thấy không? Cảm ơn cô chú. Ừ. Cảm ơn con. Mẹ Bảo Châu ơi, cố lên nha. Vui lên nha. Vui lên. Rồi.